thực hiện biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào ngày 27 tháng 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức khai giảng lớp thứ nhất tập huấn trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy với Công an 6 tỉnh Bắc Lào. Công tác hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy giữa Công an Điện Biên với Công an 6 tỉnh Bắc Lào đã ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả chỉ tính trong 2 năm 2021 và 2022, Công an Điện Biên và Công an 6 tỉnh Bắc Lào đã thiết lập 51 đầu mối đường dây nóng ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện, xã. Công an Điện Biên đã xây dựng và bàn giao 32 nhà làm việc cho Công an Lào tại các bản giáp biên, tiếp tục đầu tư xây dựng 8 nhà làm việc cho Công an Lào tại các bản nằm trên các tuyến trọng điểm, phức tạp về ma túy, phối hợp bắt giữ, dẫn giải thành công 9 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Lào. Đặc biệt, đã xác lập và triệt phá thành công chuyên án chung 822L, bắt 15 đối tượng người Việt Nam và Lào phạm tội về ma túy, thu giữ 38 bánh heroin, 3 kg ma túy đá, một khẩu súng và 157 viên đạn quân dụng, 180 triệu kíp Lào và 650 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh Bắc Lào vào Điện Biên có dấu hiệu gia tăng. Đối tượng phạm tội ngày càng liều lĩnh, manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả khi bị vây bắt, để công tác phòng chống ma túy có hiệu quả hơn, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ Tam Giác Vàng và các tỉnh Bắc Lào và vào Điện Biên. Công an tỉnh Điện Biên và Công an các tỉnh Bắc Lào đã chủ động tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm để cập nhật, bổ sung các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy, xây dựng phương án đấu tranh, đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy giữa hai bên nhằm ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm nguồn ma túy thẩm lậu vào hai nước, triệt phá chặt đứt các đường dây sản xuất mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn